Rồi xin chào quý cô chú anh chị và các bạn gần xa đã quay trở lại với kênh của em ngày hôm nay ha. Rồi hôm nay thì tiếp tục đến với kênh ha, thì em giao lưu với cô chú anh chị mình tiếp tục là lô mai giống, mai ghép giống nhị ngọc toàn nè, thọ hương đột biến cẩm thạch nè, siêu âm bình lợi với lại siêu âm Sài Gòn ha, với lại kim ngân lượng cô chú anh chị ha, cúc cam nữa cô chú anh chị. Thì bên dưới em có cũng ít ha, còn cũng ít, lô này còn cũng ít chứ không có ít, không có nhiều cô chú anh chị ha. Hàng lấy siêu bo luôn, giá cũng chỉ từ 800.000 một cây, giá từ 800 cho tới 1.500.000 một cây, bao phí vận chuyển toàn quốc luôn ha. Thì mong cô chú anh chị xem được cây nào thấy giá cả hợp lý mình ủng hộ cho vườn của em nha. Rồi vô cây đầu tiên ngày hôm nay luôn đi ha, là cây mã số 25E. Nói tiếp với cái clip cũ ha, là một cây nhị ngọc toàn nha cô chú anh chị. Hàng bao chuẩn giống, bảo hành giống ha. Cây này bo siêu già, lấy siêu bo luôn á. Cụ đế có luôn ha. Rồi, quanh cái này là được 19 ha. Chiều cao là được 1m. Tán ngang của cây này là được 65. Rồi, cây này em giao lưu với cô chú anh chị mình giá 1.200.000, em bao phí vận chuyển cho cô chú anh chị mình ha. Rồi, tiếp theo cây mã số 26E ha, là một cây thọ hương đột biến lá cẩm thạch nha cô chú anh chị. Rồi, em đông số cái này luôn ha. Quanh cây này là được 21 nha cô chú anh chị. Chiều cao là được 1m1. Tán ngang là 78. Rồi, cây này thì em giao lưu với cô chú anh chị mình ha. Rồi, giá là 1.200.000, bao phí vận chuyển cho cô chú anh chị mình luôn nha. Mã số 27E nha cô chú anh chị. Một cây nhị ngọc toàn đó ha. Rồi, em đo số cái này luôn ha. Quanh ta điểm này là 20 nha cô chú anh chị, có cũ luôn ha. Chiều cao là 1m05. Tán ngang của cây này là được 67 ha. Rồi, cây nhị ngọc toàn này em giao lưu với cô chú anh chị mình giá 1.000.000, em bao phí vận chuyển nha cô chú anh chị. 28E ha. Rồi, là một cây siêu mình lại ha cô chú anh chị ha. Cây này có một số nụ ở đây ha, thì vì mình test bông thoải mái với em ha. Siêu mình lại thì bông nó thường nó sẽ từ 15 cho tới 25 cánh nha. Nè, cái nhánh này nó nung nó làm nụ quá trời luôn ha. Vì thì mấy cái này mình chịu khó mình lật cái nụ ha, mình bẻ cái nụ nè, là ngay mấy cái đầu nó sẽ lên tược mới ha. Rồi, quanh cái này là 22 ha. Chiều cao của cây này là được 1m03. Tán ngang của nó là được 69. Rồi cái này em giao lưu với cô chú anh chị mình giá 1.000.000 luôn cô chú anh chị ơi. Rồi mã số 29E là một cây cúc kim ngân lượng ha, hay còn gọi cúc mai trang là nó ha. Cái kim ngân lượng này thì số lượng bên vườn em không có nhiều nha cô chú anh chị, chỉ có một số cây thôi ha. Đó, thì hàng thì cứ em bảo chuẩn giống, bảo hành giống cho cô chú anh chị mình hết ha, bảo hành một đổi một cho cô chú anh chị mình nha. Anh cứ an tâm ha. Rồi, hoành là được 20 nha cô chú anh chị. Chiều cao là được 83. Tán ngang là được 70 ha. Rồi cây này em giao lưu với cô chú anh chị mình giá 1.300.000, bao phí vận chuyển nha cô chú anh chị, kim ngân lượng ha. Rồi tiếp theo cây mã số 30E nha cô chú anh chị. Rồi 30E là một cây siêu ôm Sài Gòn. Cây này giống của chú Sáu Bình Dương cô chú anh chị ha. Bông cũng rất là đẹp ha, bông rất là to và bông chùm nữa cô chú anh chị ha. Rồi, quanh cây này là 19.5 tính 19 ha. Chiều cao em đo tới đây là được 88 ha. Rồi tán ngang của nó là được 65. Cây này em giao lưu với cô chú anh chị mình giá 900.000, bao phí vận chuyển luôn ha. Rồi, rồi tiếp theo mã số 31E ha, là một cây siêu ôm Sài Gòn tiếp tục nha cô chú anh chị. Giống của chú Sáu Bình Dương ha. Cây này có một còn một số nụ nè cô chú anh chị ha. Còn số bông này thì nó héo tiêu tơ mất tiêu cô chú anh chị ha. Nè, thì em cũng đo một số cái này luôn ha. Rồi quanh cái này là được 21 nha cô chú anh chị. Chiều cao của nó được 1m. Tán ngang của nó 60. Rồi cái này em giao lưu với cô chú anh chị mình giá 1.000.000, em bao phí vận chuyển luôn cô chú anh chị ơi. Rồi tiếp theo cây mã số 32E ha. Rồi một cây thọ hương đột biến lá cẩm thạch nữa ha. Rồi em đông số cái này luôn nha. Cây này có củ nở nè cô chú anh chị ha. Rồi quanh tại điểm này là được 22.5 tính 22 ha cô chú anh chị. Củ nở là được 32. Chiều cao là được 1m02 tính 1m. Tán ngang là 78. Rồi cây này em giao lưu với cô chú anh chị mình ha. Rồi giá là 1.100.000, em bao phí vận chuyển nha cô chú anh chị.
Rồi, tiếp theo cây mã số 33E nha cô chú anh chị. Một cây siêu ong Sài Gòn ha. Giống của chú Sáu Bình Dương nha cô chú anh chị. Rồi, cái tàn nó cũng khá luôn ha. Rồi, quanh tại điểm này là được 20 đúng nha cô chú anh chị. Chiều cao của nó là 1m17. Tán ngang của nó được 86. Rồi, cây này em giao lưu với cô chú anh chị mình ha. Rồi, giá chỉ là 1.100.000 em bao phí vận chuyển cho cô chú anh chị mình luôn ha. Rồi, tiếp theo cây mã số 34E nha cô chú anh chị. 34E là một cây nhị ngọc toàn nha cô chú anh chị ha. Rồi, cây này nguyên củ nở ở dưới luôn cô chú anh chị ha. Rồi, quanh tại điểm này là được 22 ha cô chú anh chị ha. Nguyên củ nở ở dưới luôn ha. Củ nở ở dưới là được 31. Chiều cao là được 89. Tán ngang của nó là 90. Rồi, cây này thì em giao lưu với cô chú anh chị mình ha. Rồi, giá là 1.200.000 em bao phí vận chuyển cho cô chú anh chị mình ha. Thì đây cũng là cây cuối clip mà em giao lưu ngày hôm nay luôn cô chú anh chị ơi. Thì rất mong cô chú anh chị mình vào xem thấy cây nào giá cả hợp lý và ủng hộ cho nhà vườn của em nha. Số điện thoại giao lưu của em là 0868 803221, đó cũng là số giao lưu của em luôn ạ. Em xin chào và hẹn gặp lại của cô chú anh chị mình ạ.